Hôm nay Dung làm thịt chà bông chay các bạn. Bạn trông rất là hấp dẫn nè, ngon luôn. Thịt chà bông này rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Nó có sớ dài thì mình có thể mình xay được nha các bạn. Dung làm YouTube thì có tiền thì mình giúp đỡ cho người nghèo chùa. Mình sẽ cho cái số điện thoại vào cái link dưới cho Dung, cho vào cái chùa của cái sư đó các bạn. Mình sẽ ra cho điện thoại sau nha. Đây các bạn, bây giờ nó đã chuẩn bị khô rồi nè. Bây giờ mình sẽ nhắc ra nha. Còn các bạn thích có nắng ở ngoài đó thì các bạn phơi sơ cho nó ráo rồi mình cho vào keo. Các bạn rang này cảm giác cái chảo mình nó kêu sột sột như vậy là nó khô đó các bạn. Bạn thấy nó khô hả? Là ngon không? Cái sớ nó dài ghê. Để các bạn nhìn kỹ nè, thấy không? Nhung xin chào quý anh chị em và các bạn. Hôm nay Nhung làm thịt bông chay. Dung dùng ở đây là hai bịch, đây là 200 g, hai bịch là 400 g, đây là hai muỗng cà phê bột nêm chay, hai muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê muối. Cái món này vô cùng đơn giản mà nhanh. Bây giờ Dung sẽ ngâm nha các bạn. Đây là cái gói nó nè các bạn, cái gói ở dưới này nó bị nát á thì mình không có lấy nha, mình để về mình xài cái khác. Giờ sẽ ngâm nước, mình ngâm nó nước hơi ấm ấm chút xíu nữa nè. Sau đó mình nó đè xuống cho nó thấm nữa. 20 đến 30 phút là nó nở. Các bạn ơi, bây giờ mình nó ngâm 30 phút rồi các bạn. Mình dắt cho nó khô, thiệt là khô nha. Sau đó mình sẽ xé. Mình sẽ xé nhỏ ra các bạn. Mình xé nó ra tơi tơi vậy thôi, rồi mình cắt, rồi mình sẽ cho vô cái máy mình xay. Mình xay bằng cái máy con dao dao bằng nhựa đó các bạn. Mình đánh cho nó bong lên. Chỉ xé nhỏ nhỏ sơ sơ thôi, trong cái máy mình nó đánh lên rồi. Cái này nó có sớ hơn nè, cái sớ nó dài hơn các bạn. Còn cái kia, cái thịt chay kia, cái sớ nó ngắn cho nên là mình làm cái thịt chay nó không có ngon. Nó bị ngắn lắm. Đây là cái thịt chay nè, cái sớ nó ngắn, nó không có dài giống như là cái thịt này. Thịt này thì cái sớ của nó dài hơn nè các bạn. Cho nên mình không có làm thịt chay bằng cái này được. Thịt bông á. Các bạn cứ làm thịt chay bông ra thì mình cứ sớ, các bạn mua thịt chay này nha các bạn. Ở Việt Nam mình mua được mà ha. Chỉ xé cho nhỏ vậy sơ. Các bạn dùng cái con dao mình xé nó nhanh hơn các bạn. Rồi đó mình không có cái móng tay mình không có làm được. Đó, mình cứ xé ra hết như này các bạn. Con dao mình xé nó nhanh hơn. Các bạn ơi, bây giờ mình đã xé xong hết rồi các bạn. Mình cho vào tô đây hết luôn. Giờ mình cho hết vào tô, mình cho bột nêm. Cho hết vào đây. Muối, đường, mình trộn cho nó đều hết nha các bạn, cho nó thấm vô. Rồi sau đó mình mới cho vô máy mình xào, mình đánh nó lên, đánh cho nó bông lên. Tùy theo khẩu vị của các bạn nêm nếm nha.
Bây giờ nó bóp xong rồi, giờ mình cho vào cái máy mình xay. Mình giờ mới cái máy này nó con dao bằng sắt. Còn cái này con dao nó bằng bằng nhựa. Mình đánh bông cái này. Có bạn hỏi là con dao này mình mua ở đâu thì cái máy nó một bộ nó có đầy đủ hết các bạn. Ở Amazon nó có bán hết á, nó cũng rẻ lắm. Cái máy này hồi xưa mua 6 mấy đồng. Bây giờ mua cái máy nó giờ có 650 W à. Còn cái máy bây giờ tới 1.000 mấy W lần mà nó chỉ thêm mấy chục thôi. Amazon nó có hết á. Máy này cũng cũ lắm rồi, như giờ nhung xây nha. Cái máy này nó hiệu Philips rồi các bạn. Ở đây nhung mở cái Amazon này các bạn. Mình đánh Amazon này lên thì nó có hiện thịt chay vô đây hết rồi các bạn. Cái nào cũng có hết. Nó có nhiều loại thịt chay lắm nè. Đó. Chay ở đây nè, chay giống nhung mua nè. Có nhiều loại thịt chay lắm các bạn, đúng đánh thịt chay vô đây thì nó sẽ hiện lên. Nó để nè. Các bạn đánh nè, soya, growth rồi như nè các bạn. Đánh cái chữ này lên thì nó sẽ hiện lên hết nha. Giờ Nhung sẽ chuẩn bị xay nha các bạn. Mình đánh nó trong vòng khoảng chừng 4 phút đến 5 phút thì nó mới tơi ra vậy nè các bạn. Cái máy này rất là tiện làm luôn. Cái máy cái bằng cái dao bằng nhựa đó để người ta là người Đức nước ngoài người ta làm bằng bánh đó các bạn. Thì Dung nghĩ làm cái này cũng được, đánh thử thì nó sẽ thành công được nè, ngon không? Các bạn cứ cho ít ít thôi, đừng có cho nhiều lắm nha, thì nó sẽ đánh nhanh hơn và nó bông hơn nữa. Mình cho khoảng chừng phân nửa, hơn gần phân nửa thôi. Đây nè các bạn, mình cho ít ít thì nè, nó tơi ra. Nếu mà cái nào mà còn bự á thì các bạn có thể lấy dao mình xé ra, còn bự á mình xé ra hoặc là mình cho vô mình xay tiếp cái khác. Các bạn nhớ dắt cho nó thì là khô nước như thế này. Dung xay tổng cộng là xay 4 lần nha các bạn. 200 g, 400 g thịt thì mình xay được 4 lần. Thì cái này là lần cuối cùng. Nên là các bạn nhìn thấy nó tơi vậy không? Mình nghĩ con dao này có thể các bạn dùng ăn mặn đó, thì mình lấy thịt heo á, mình có thể xay được. Nhung chưa có làm qua nên không biết, chắc là nghĩ là được đó các bạn. Con dao bằng nhựa nha. Đây này các bạn, mình đã làm xong hết cái này. Nếu mà các bạn cảm thấy cái nào mà còn to to quá mình xé tay ra nha. Bây giờ Nhung cứ bắt cái chảo lên rồi mình sấy rang nha. Bây giờ Nhung bắt cái chảo lên và để lửa nhỏ nha các bạn. Mình rang cho nó khô nha các bạn.
các bạn rang cho nó khô ra từ từ, các bạn nhớ lửa nhỏ các bạn, cứ quậy đều tay vậy nè, để không thôi chừng nó bị khét ở dưới đó. Các bạn thấy nè, rất là nhanh khô nè, các bạn thấy không? Đây các bạn, bây giờ nó đã chuẩn bị khô rồi nè. Bây giờ mình sẽ nhắc ra nha. Còn các bạn thích có nắng ở ngoài đó thì các bạn phơi sơ cho nó ráo rồi mình cho vào keo. Các bạn rang mà cảm giác cái chảo mình nó kêu sột sột như vậy là nó khô đó các bạn. Các bạn thấy nó khô hả? Là ngon không? Cái sớ nó dài ghê. Để các bạn nhìn kỹ nè, thấy không? Thịt chay mình nó rất là ngon luôn nè. Mình tơi tơi ra. Cái chảo này là cuối cùng rồi các bạn. Mình làm 4 chảo. 400 gram. Đã lâu mình có một bạn giới thiệu cho mình làm một cái món. Cô ơi làm cái món trà bông chai đi cô. Thì mình cũng chưa nghĩ ra được cái món này. Thì lúc đó mình chưa có tìm ra được cái thịt chay mà nó có sớ dài đó các bạn. Bây giờ Nhung tìm ở Kaufland đó, nó có bán. Thì cái nào mà có sớ còn to đó các bạn xé ra mình tao luôn. Cảm ơn các bạn đã theo xem cái video của mình nha. Nếu các bạn chưa có đăng ký mình đăng ký giùm mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình cũng cảm ơn một người cháu đã coi mình có cái ý kiến làm trà bông. Cảm ơn cháu nha con. Cái nào nó nguội rồi mình sẽ cho vô đây luôn các bạn. Này mới có 3 chảo rồi đó. Giờ mình mới cho hết vào đây luôn nha các bạn. Chờ nó nguội. Mình cho chồng chồng lên. Các bạn ơi, bây giờ mình đã làm xong rồi nè các bạn. Đây thịt chà bông. Mình phải nhớ để cho nó thiệt là khô nha các bạn. Rồi mình cho vào cái keo đó. Mình để tủ lạnh mình ăn dần nha. Ăn với cháo, bánh mì, với cơm. Đều được hết nha. Giờ Nhung xin dừng video tại đây nha các bạn. Nhung hẹn các bạn video kỳ tới. Chúc các bạn thành công cái món này. Bây giờ Nhung sẽ giới thiệu một cái chùa để giờ Nhung để làm phước. Cái chùa này nè các bạn. Cái chùa này là ở Sóc Trăng á, nó ở gần biển đó các bạn. Cái chùa này lâu năm lắm rồi nhưng mà chưa có xây xong. Mỗi một người đó, cái chùa này là hồi xưa là nó bằng lá đó các bạn. Rồi mỗi một người Mạnh Thường Quân giúp đỡ mỗi người một chút mua xi măng, mỗi người mua vài chục bịch rồi nó xây, họ xây được tới nhiêu đây nè các bạn. Xây được mới cái sườn thôi, ở trong thì chưa có gì hết các bạn. Ở Sóc Trăng nó gần biển đó. Rồi Nhung sẽ lấy được cái điện thoại, Nhung sẽ cho vào cái link ở dưới để các bạn gọi điện thoại trực tiếp. Nếu mà các bạn có giúp đỡ cái chùa này thì các bạn gọi điện thoại trực tiếp nha các bạn nha. Nhung làm YouTube này, Nhung lấy tiền này để Nhung mua được cái bức tượng. Nhưng mà Nhung chưa được có tiền các bạn ơi. Nhung chưa lãnh được tiền cho nên là Nhung sẽ hứa là Nhung sẽ trong vòng 3 tháng Nhung sẽ cho vào cái chùa này hết, giúp đỡ cái chùa này. Và mua bức tượng các bạn làm phước. Thì nếu mà các bạn có liên lạc thì mình chung sẽ cho số điện thoại vào đây nha.
Đây, cái chùa này chắc là tội nghiệp luôn, nghèo quá, không có tiền. Thì các bạn nếu mà giúp đỡ mua được cái chổi, thùng rác hoặc là cái một cái gì đó thì giúp đỡ cái chùa nào được hay chùa đó. Nhưng mà em gái, em chồng của Nhung thì nói là Nhung làm YouTube thì có tiền mua được cái bức tượng. Sư thầy nó mừng lắm các bạn ơi, rất là mừng luôn á. Cái chùa, cái bức tượng đó thì Nhung nghĩ chắc khoảng chừng 10 triệu hoặc là 10 triệu, 11 triệu về các bạn ơi. Nhung vui lắm, làm được, nếu mà làm YouTube được có tiền thì các bạn cũng có phần làm phước đó. Các bạn đăng ký nè, bạn ủng hộ Nhung thì các bạn cũng có phước nha. Nhung cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đồng hành với Nhung và giúp đỡ cho Nhung trong vòng 3 tháng. Nhung giúp đỡ cho người cái chùa này nha các bạn.